Xin chào tất cả bà con, em đang đứng ở đây là ao 1 cơ sở 3 của trại cá giống Trường Phát. Và ở khu vực này bên em đang ươm cá bớp size kích cỡ từ 10 đến 12 cm. Và bây giờ em sẽ tiến gần hơn với những lồng cá này để quay cận cảnh cho bà con xem những chú cá bớp đạt size kích cỡ từ 10 đến 12 cm ạ. Thưa bà con, đây là lồng cá đầu tiên. Ở miền Bắc người ta còn gọi cá này là loài cá giò đấy ạ. Đấy, em sẽ quay gần hơn để bà con có thể nhìn thấy sự thon dài của những chú cá này. Cá bơi rất là lên lưới, chừng cỏ cả rất là khỏe đấy không ạ, bà con hãy quan sát nhé. Đấy, đây là những chú cá bớp size kích cỡ từ 10 đến 12 phân ạ. Thì cá đạt ngưỡng size kích cỡ này bên em đã chuẩn bị xuất bán rồi đấy ạ. Bà con nào đã chuẩn bị thả giống thì hãy liên hệ cho bên em để có được những lô cá bớp này nhé. Đây. Bà con lại ước lượng đây ạ. Đây là những chú cá bớp đang size kích cỡ từ 10 đến 12 cm. Và đây là lồng cá đầu tiên mà em giới thiệu đến cho bà con ạ. Quay để bà con có thể xem khâu lọc cá của trại cá giống Trường Phát ạ. Tí ơi, cái gì điểm nắng đó? Cái gì điểm nắng à? Đây là cá bớp nhá. Đây là những chú cá bớp đấy ạ. Size này đang là size từ 10 đến 12 phân đấy ạ. Đây là những chú cá bớp đạt trung bình từ 11 đến 12 phân ạ. Đây là lồng cá thứ hai mà em sẽ giới thiệu đến cho bà con nè. Bà con có thấy tốc độ bơi của cá không ạ? Cá bơi tới rất là nhanh đấy ạ. Toàn bộ khu vực này em đang ươm cá bớp từ size 10 đến 12 phân ạ.
bớp đang đạt size kích cỡ từ 11 đến 12 cân ạ. Thì trường hợp thay ngày hôm nay trại cá giống Trường Phát đang lọc phân size cá nên những chú cá này đang được thôn lại một gốc để được phân size lọc đồng đều nhau đấy ạ. Những chú cá bớp này đã gần như là đã đều sai rồi nhưng vẫn được lọc lại để đều hơn nữa cho bà con. Bà con hãy quan sát nhé. Đây, những chú cá bớp rất là lớn đấy ạ. Sai cái cỡ này thì trại cá giống Trường Phát đã bắt đầu xuất rồi nên bà con nào đang có nhu cầu chuẩn bị thả thì hãy nhanh tay đặt hàng cho bên em nhé, để chúng ta sẽ có được những lô cá đẹp như thế này về với ao lồng của mình ạ. Và đây là lồng cá sai kích cỡ nhỏ hơn ạ. Sai cá này thì đang đạt ngưỡng trung bình 8 đến 10 phân ạ. Trại cá giống Trường Phát cho nở trứng liên tục nên có đầy đủ các kích cỡ sai cho bà con lựa chọn. Và bà con nào chuẩn bị 10 ngày, 1 tháng hay 20 ngày thả đều có thể đặt hàng bên em. Bên em có thể ươm cá theo yêu cầu kích cỡ của bà con. Nhiều bà con muốn thả size kích cỡ lớn từ 15 đến 20 phân thì bên em vẫn có thể ươm đạt kích cỡ đó. Bà con nhận hàng ạ. Bà con có thấy không ạ? Những chú cá bớp bơi rất là lanh lợi đấy ạ. Trung bình từ 3 ngày bên em lại phân sai lọc cá một lần để nổi chủ cá được đồng đều kích cỡ hơn. Bà con có thể không ạ? Những chú cá bớp bơi lội rất là lên lẹn đấy ạ. Những chú cá này đang đạt size kích cỡ từ 10 đến 12 phân đấy ạ. Thì bây giờ em sẽ dẫn bà con sang ao số 3 của cơ sở 3 để xem, tiếp tục xem những chú cá bớp ở size kích cỡ nhỏ hơn, đó là size trung bình từ 6 đến 8 cm ạ.
Thì toàn bộ khu này là khu cơ sở 3 của trại cá giống Trường Phạt đấy ạ. Thưa bà con, đây là mô hình ươm nuôi cá bớp giống sai kích cỡ nhỏ của trại cá giống Trường Phạt. Và bây giờ em sẽ quay cảnh những chú cá bớp sai kích cỡ nhỏ này cho bà con xem. Đây là lồng cá đầu tiên ạ. Đây là những chú cá bớp sai kích cỡ nhỏ đấy ạ. Sai kích cỡ này đang đạt từ 5-6-7 cm ạ. Bà con có thấy không ạ? Đây là những chú cá bớp sai nhỏ ạ. Và đây là lồng cá thứ hai. Những chú cá nhỏ này cũng không khác gì những chú cá lớn nhỉ. Cá rất là thon dài đấy bà con ạ. Bà con hãy nhìn cẩn những chú cá này nhé. Đây là lồng thứ hai. Đây là lồng cá thứ ba. Chúng đều một size kích cỡ như nhau đấy ạ. Đây là những chú cá bớp đang sai cá từ 5-7 cm. Bà con có quan sát rõ được không ạ? Những chú cá bé nhỏ xinh ở trong mặt nước ạ. Cá rất là thon dài đấy ạ. Hiện tại thì trại cá giống Trường Phạt có số lượng cá bớp rất là lớn, đủ size kích cỡ cho bà con. Nên bà con hãy nhanh tay đặt hàng cho bên em để có được những lô cá này sau khi đạt được kích cỡ xuất nhé. Và đây là lồng cá thứ tư. Con hãy quan sát kỹ những chú cá này ạ. Và tiếp theo đây là lồng cá thứ 5 ạ. Những chú cá này là những chú cá con đang giai đoạn nhỏ nên vẫn chưa xuất đâu bà con nhé. Bà con nào thích lô cá này thì cứ đặt hàng, bên em sẽ ươm dưỡng lên đạt kích cỡ mà bà con yêu cầu thì sẽ xuất những chú cá này về với ao lồng của bà con ạ. Bà con có thể không ạ? Những chú cá bớp thon dài.
chuối cà vợt đang tung tăng uốn lượn ở trong mặt nước đấy ạ. À? Và đây em tiến lại với những lòng cá size kích cỡ nhỏ hơn một xí ạ. Wow. Bà con hãy quan sát cùng em nhé. Đây là những chú cá bớp đang size này, trung bình là 56 cm ạ. Bà con có thấy được không ạ? Số lượng rất là lớn đấy ạ. Tuy nó còn rất là nhỏ nhưng rất là dài và thon nè. Đây, đây là những chú cá bớp con ạ. Bà con hãy quan sát nhé. Bà con có thấy không ạ? Số lượng trà cá giống trường phát rất là nhiều, đủ kích cỡ và rộng ra liên tục, nên số lượng khi nào cũng có để cung cấp cho bà con ạ. Đây, đây là toàn bộ những chú cá này. Và đây là lòng cá tiếp theo. Trại trường phản cứ cho dòng ra liên tục, cứ cho nở liên tục, nên đầy đủ cá size và kích cỡ cho bà con. Những chú cá này thì tầm trung bình 15 ngày nữa đã có thể xếp cho bà con rồi đấy ạ. À. Bà con nào mà thấy lô cá này đẹp, ưa ý thì hãy gọi điện thoại cho em qua số điện thoại 0978182284 để đặt hàng ạ. À. Bà con có thấy tốc độ bơi của cá không ạ? À? Cá rất là lấn lời đấy ạ. À. Nhìn kênh kênh những chú cá này nhé. Đây là những chú cá đáo sai trung bình từ 5 đến 7 phân ạ. Và đây là lòng cá thứ 7 mà em quay cho bà con xem ạ. Bà con có thấy không ạ? Nhìn chú cá bớp đang tung tăng uốn lượn ở trong mặt nước đấy ạ. À. Bà con này xem nhé. Đây là những chú cá bớp của trại cá giống Trường Phát ạ. Và tiếp theo đây là lòng cá thứ 8. Quay từ trên xa xuống bà con có thể cá rất là nhỏ ạ. À.
Em sẽ quay kính cận để bà con có thể nhìn kỹ hơn những chú cá này. Thế à? Bà con có thấy không ạ? Nhìn chú cá mập nhỏ đấy ạ. Đấy. Số lượng rất là nhiều luôn đấy bà con ạ. Nên bà con đừng chần chừ gì, đừng lo ngại về số lượng nhé. Bà con đặt số lượng bao nhiêu thì trại cá giống Trường Phát cũng đủ để cung ứng cho bà con cả. Em sẽ dẫn bà con đến với những lồng cá tiếp theo. Đây. Bà con có thấy rõ không ạ? Wow. Thì xa này là xa lớn hơn đấy ạ. Cá này là trung bình 7 đến 9 cm rồi đấy ạ. Bà con có hình dung được không ạ? Cá sẽ lớn hơn với những lô trước mà em vừa quay cho bà con này ạ. Vì trại cá giống Trường Phát cho nở trứng liên tục nên sẽ có đầy đủ các kích cỡ cho bà con ạ. Em sẽ quay cận cảnh để bà con xem những chú cá bớp thon dài này. Sai cá này đã đạt được sai cá trung bình 7 đến 9 cm rồi. Thì lô cá này chỉ vài ngày nữa thôi thì đã có thể xuất về với ao lồng của ba con rồi đấy. Bà con có thấy không ạ? Số lượng cá rất là nhiều, rất là dày đặc để bà con cung ứng số lượng đầy đủ cho bà con để bà con kịp cho vụ nuôi của mình ạ. Tiếp theo là hai lồng cá cuối cùng của size kích cỡ này.